Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất lo vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ví như người đất lò vĩ đại với chiến dịch chống tham nhũng trên mọi mặt trận. Trong suốt nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư đã có rất nhiều vụ việc tham nhũng được Bộ Công an truy tố gây chấn động trong và ngoài nước. Ngay lúc này hơn bao giờ hết, lò đang cháy và cháy dữ dội ngay trước thềm Đại hội Đảng. Và dĩ nhiên, người khởi xướng công cuộc đốt lò ấy là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người được nhân dân gọi là Cụ Tổng. Cụ Tổng đã nhẫn rất lâu để chờ đến một ngày thời cơ chín muồi bắt đầu công cuộc đốt lò vĩ đại của mình. Đốt lò là để tiêu diệt đám tham ô quan lại, tiêu diệt mối mọt trừ hại cho dân, làm trong sạch đội ngũ đảng. Như Tổng Bí thư đã từng tuyên bố đành thép, phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hòa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Lần đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến khái niệm đốt lò là vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Và thế là lần lượt Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Đức Trung, những cái tên từng một thời thét ra lửa, tưởng chừng bất khả xâm phạm, lần lượt được cho vào lò. Mới đây nhất là Nguyễn Đức Trung và có thể sắp tới sẽ là hàng loạt các quan chức cộng cán khác nữa, những người đang ngồi trên đống lửa vì những sai phạm của bản thân. Chẳng những chỉ đốt lò mà các công tác đối nội đối ngoại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn hoàn thành xuất sắc. Đúng là gian nan mới tỏ mặt anh hùng, chưa bao giờ cả Việt Nam nhất trí và đoàn kết như thế, chưa bao giờ dân chúng lại có niềm tin vào đảng, vào nhà nước như thế, chưa bao giờ cảm thấy vận nước đang lên, rõ ràng như thế. Để vận nước lên, để toàn dân tin tưởng, tất cả có lẽ bắt nguồn từ công cuộc đốt lò vĩ đại của Cụ Tổng. Lẽ dĩ nhiên, khi Cụ đốt lò, luôn có người ủng hộ, cũng có kẻ hoài nghi, đặc biệt là những kẻ ở một đất nước tự do nào đó, thì tự cho mình là thông thái khi cười khẩy, kích động nhân dân, coi đó là hành động đốt lò của Cụ Tổng, là thanh trừng đối thủ, xây bè kết cánh, triệt hạ lẫn nhau, nhằm làm giảm uy tín của Đảng, của chính phủ với nhân dân ta. Nhớ năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp Quốc hội cuối năm, có một cử tri đột nhiên nhắc về mối lo ngại từ phía Trung Quốc và hỏi Việt Nam có chủ trương ra sao. Cụ Tổng nói, thái độ của Đảng rất dứt khoát, kiên quyết, khôn khéo, nhưng có những việc không thể nói công khai, làm sao để đất nước yên bình nhưng vẫn giữ được độc lập, chủ quyền mới là giỏi. Cụ Tổng cũng kêu gọi nhân dân cả nước cảnh giác với những quan điểm cực đoan về vấn đề Biển Đông bởi sự kích động thù hằn sẽ gây chia rẽ giữa lãnh đạo và nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao, đây là điều rất nguy hiểm. Nước chúng ta là nước nhỏ hơn, chúng ta không sợ hãi nhưng cần có cư xử đúng mực, không thể cái gì cũng dùng bạo lực để giải quyết. Ngoài quân sự còn có cả kinh tế chính trị phù hợp, nó là biết địch biết ta. Chẳng thế mà sau khi đánh tan bè lũ xâm lược của nhà mình, Lê Lợi đã phải cấp lương thảo cho lũ bại trận rút quân về nước. Chẳng thế mà sau khi đánh tan tác 20 vạn quân Thanh xâm lược, Quang Trung phải chủ động viết thư nghị hòa cho Thế Thân sang chịu mệnh. Chẳng thế mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã căn dặn phái đoàn ngoại giao Việt Nam trước khi đàm phán tại Paris với Mỹ rằng Mỹ là nước lớn đứng đầu thế giới tư bản, buộc phải ngồi đàm phán, thương lượng là đã thất bại rồi, vì thế Bác yêu cầu là không được làm Mỹ mất mặt. Phải tế nhị, khéo léo, lúc cương lúc nhu thì mới gọi là đàm phán hòa bình mới đạt kết quả, tuyệt đối không được kiêu ngạo. Và gã khổng lồ Trung Quốc ngày nay cũng thế, vừa là láng giềng, vừa là đối tác kinh tế song phương bậc nhất. Việc mềm mỏng khôn khéo giữ mối quan hệ ngoại giao tránh các xung đột không cần thiết là ưu tiên hàng đầu trong công tác ngoại giao. Tuy nhiên khi cần cương quyết, chúng ta luôn cương quyết. Chẳng thế mà Cụ Tổng đã từng khẳng định, tất cả phải vì lợi ích quốc gia dân tộc, Việt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng trước những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Những quyết sách ngoại giao đúng đắn của Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chủ tịch hay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện cái tầm của những vĩ nhân. Đây là sự đúc rút kinh nghiệm ứng xử ngoại giao đầy chất văn hóa trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là sự thông hiểu và nắm bắt các tinh hoa văn hóa Đông Tây trong việc theo đuổi những mục tiêu đối ngoại của Việt Nam. Đúng là vận nước đang lên, những điều vĩ đại luôn bắt nguồn từ những con người giản dị, những người cộng sản hy sinh trọn đời vì lý tưởng cao đẹp, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc. Người học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy là người đứng đầu một nước, Tổng Bí thư vẫn khiêm tốn và giản dị như thế. Và nếu có trí tuệ, chúng ta thừa hiểu, nếu chỉ có may mắn, chắc cụ không được Đảng và Nhà nước bầu vào các chức vụ quan trọng như thế.
Quan trọng nhất vẫn chính là từ sự cố gắng học tập, phấn đấu và cống hiến của một nhân cách lớn, trí tuệ lớn. Siêu anh hùng có thể một mình cân cả thế giới chỉ có trong phim ảnh, nhưng ở ngoài đời luôn có những người hùng có thể kết nối sức mạnh của cả dân tộc, một đất nước, sẽ làm được những điều mà siêu anh hùng chưa chắc đã làm nổi. Xin trích lại lời của cụ, không phải chỉ đảng làm mà phải luật pháp hóa, thể chế hóa, cả hệ thống chính trị, toàn dân làm mới thành công được. Việt Nam chúng ta nhất định làm được trong cuộc chiến chống COVID-19 nói riêng hay trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, Việt Nam cũng sẽ thắng. Chúc cho cụ Tổng ngày thêm sức khỏe, trí tuệ minh mẫn để tiếp tục con đường đốt lò vĩ đại. Khủng khiếp, Trương Mỹ Lan quay lưng chối tội, tung kháng cáo thoát khỏi án kịch khung, chủ nhân 1.000 lượng vàng đã hiện nguyên hình, hàng loạt luật sư choáng váng nhận tìm giữ. Thưa quý vị, từ trại giam bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty đơn vị tổ chức liên quan. Đơn kháng cáo đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận. Theo đơn kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan cho biết bản thân có tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB nhưng không chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Bà Lan trình bày nhiều nguyên nhân khách quan trong việc tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB dẫn đến có rủi ro, đồng thời đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại các tội danh bị xét xử ở phiên tòa sơ thẩm. Ngoài kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tòa án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo trong vụ án này. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bà Trương Mỹ Lan mức án dựa cột về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về tội một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà Lan đã nắm giữ cổ phần hơn 91,5% của ngân hàng SCB, nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối tại SCB. Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Lan và luật sư bào chữa cho rằng bà Lan chỉ nắm 15%, còn lại là của cổ đông trong nước và nhờ bạn bè đứng tên là không có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo bất chấp quy định của pháp luật, thậm chí giải ngân trước, hợp thức hóa hồ sơ sau. Bị cáo Trương Mỹ Lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại SCB, đủ dấu hiệu về mặt chủ thể có chức vụ quyền hạn của tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử khẳng định lời bào chữa cho rằng bị cáo Lan không có vai trò gì tại SCB là không có căn cứ, không được tòa chấp nhận. Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố, hậu quả do bị cáo Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn với SCB, đẩy nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang cho khách hàng, người dân. Hành vi của 86 bị cáo mang tính có tổ chức, trong đó bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội. Liên quan tới bản án của bà Trương Mỹ Lan, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 1 điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015, dựa cột là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sức khỏe con người, các tội phạm về chất cấm, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự quy định. Hiện nay, trong Bộ luật Hình sự hiện hành có 18 tội phạm áp dụng hình phạt tử hình, trong đó nhóm tội phạm liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ và tham ô tài sản có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo luật sư, trong vụ án này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án, bà Trương Mỹ Lan có quyền kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị xem xét lại phán quyết trên. Ngoài ra, theo pháp luật tố tụng hình sự, hiện hành trong vòng 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước. Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản, kê biên phong tỏa trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc các bị cáo số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Ông Vũ Đức Tam quay trở lại chính trường. Thưa quý vị, đầu năm 2023, ông Vũ Đức Tam đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thôi chức Phó Thủ tướng theo nguyện vọng và đơn từ chức của ông Đam sau khi cấp dưới của ông dính vào các bê bối liên quan đến kit test COVID-19 cũng như chuyến bay giải cứu. Trong suốt những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp chính trị, ông Đam được đánh giá là người cương quyết với công việc sâu sắc với nhân dân. Ông luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi. Thế nên thời gian gần đây, nhiều thông tin cho rằng ông đang được đề bạt để quay trở lại chính trường để tiếp tục phục sự đất nước.
Thực hư của thông tin này là như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi nội dung chương trình hôm nay để có câu trả lời chi tiết. Vâng, các bạn thân mến, ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963 tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông từng được nhà nước cử đi du học tại Mỹ và đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Xuất phát điểm ban đầu của ông trong sự nghiệp là kỹ sư tại công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện. Đến tháng 10 năm 1990, ông trở thành chuyên viên Ban phát triển kỹ thuật và quan hệ đối ngoại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Bằng tài năng và phấn đấu thì đến năm 30 tuổi, ông Đam được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Tổng cục Bưu điện. Chỉ sau đó một năm thì ông được điều chuyển sang Văn phòng Chính phủ, giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, từ tháng 8 năm 1996, ông Đam được phân công làm Thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông công tác ở vai trò phụ tá, hoạt động trợ giúp cho lãnh đạo hành pháp những năm cuối nhiệm kỳ, những năm 1996-1997. Sau khi ông Kiệt về hưu, thì ông Đam vẫn tiếp tục phụ tá cho ông Võ Văn Kiệt với chức vụ là trợ lý cố vấn trung ương. Trước khi được đề bạt làm Phó Thủ tướng Chính phủ vào năm 2013, thì ông Đam đã kinh qua các vị trí như Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, Bí thư tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Đến nay, người ta vẫn nói nếu không có COVID-19 thì có lẽ con đường chính trị của ông Vũ Đức Đam vẫn thênh thang rộng mở chứ không phải từ chức vào đầu năm 2023. Và nếu không vì thế thì cũng sẽ không có những thông tin đang lan truyền trong dư luận hiện nay. Cho rằng Bộ Chính trị phải xin lỗi ông Vũ Đức Đam vì đã cho ông thôi chức Phó Thủ tướng một cách oan uổng. Thậm chí, nhiều người còn lan truyền tin nói rằng ông Đam đang được đề bạt trở lại chính trường. Về điều này, chúng tôi xin khẳng định là hoàn toàn không phải sự thật. Bộ Chính trị không hề có động thái này và cũng chưa kết luận rằng ông Vũ Đức Đam đang bị oan uổng. Còn nhớ lúc xin từ chức, ông Vũ Đức Đam đã có cơ hội để trình bày ý kiến của mình trước Quốc hội. Tại đây, ông cũng đã ngắn gọn đề cập tới chức trách, nhiệm vụ và thẳng thắn nhận mọi trách nhiệm chính trị thuộc về bản thân. Về lý do miễn nhiệm đối với ông Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thực hiện phê chuẩn miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dựa trên nguyện vọng cá nhân của ông. Nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cân nhắc thận trọng và tính toán nhiều mặt. Có thể nói, chống dịch COVID-19 là công cuộc của Đảng, toàn dân, toàn quân. Qua đó đã nâng cao nhiều giá trị tốt đẹp như tình yêu nước, lòng thương dân và lòng tin vào Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc xảy ra vụ án kit test Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đã gây ra những tiêu cực trong xã hội. Không chỉ làm xói mòn đạo đức cán bộ chính trị mà còn làm mất đi sự tin tưởng của người dân. Hai bộ trưởng và nguyên bộ trưởng liên quan đã bị khởi tố và trợ lý của hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng bị bắt, nên hai phó thủ tướng là cấp trên và là cán bộ lãnh đạo cao cấp. Đã nhận thức được trách nhiệm chính trị của bản thân trước Đảng và nhân dân, nên đã lãnh nhận trách nhiệm chính trị ở mức cao nhất thuộc về mình. Vậy nên, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định để hai Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức vụ trong Đảng và thực hiện các quy trình liên quan tới chức danh nhà nước với hai ông. Thị phi dồn dập vào thầy Thích Minh Tuệ, là sự thật chân tu có sàn ekip hậu thuẫn, liệu có phải sư đi bộ có tu thật không? Mọi bí mật chính thức đã được sáng tỏ. Thưa quý vị, thật sự rất buồn khi nói đến những câu chuyện này về nhà sư Thích Minh Tuệ. Có lẽ Thích Minh Tuệ đang đi qua dông bão lòng người để đắc đạo hay sao? Sau khi bị một nhóm người trên cộng đồng mạng chỉ trích hạ thánh hình ảnh thì đến cả đệ tử ruột của ông thầy Thích Chân Quang là Angela Phương Trinh cũng công khai nói chân tu Thích Minh Tuệ là lừa đảo, cần được xử lý nghiêm. Hơn nữa, nhóm người này còn vẽ ra câu chuyện thầy Minh Tuệ có cả dàn ekip đứng sau xây dựng hình ảnh để lấy lòng người. Vậy đâu là sự thật trong câu chuyện này? Bí mật gì đã chính thức được đưa ra ánh sáng? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Thời gian vừa qua, hình ảnh một vị tu sĩ được lan truyền trên mạng xã hội tên là Thích Minh Tuệ được rất nhiều người quay phim và đưa một số clip lên mạng xã hội, khiến dư luận chia thành hai phe và có những bài bình luận không hay khác nhau, khen chê, tán dương, chỉ trích, thậm chí ác ý chụp mũ và vu khống, đủ cả. Như nguyên lời của Angela Phương Trinh chỉ trích trực tiếp thầy Thích Minh Tuệ rằng nếu một đất nước ai cũng tự làm sư, tự mặc áo ghép đủ màu, tự cạo tóc,
tự đặt tên pháp danh, tự đi lang thang không làm gì hết, thì đất nước hỗn loạn, đạo Phật tan biến. Mong nhà nước và giáo hội Phật giáo nghiêm khắc xử lý để ngăn chặn người mưu đồ phá hoại đạo Phật và đất nước này. Trước khi phán xét hay chỉ trích một ai, chúng ta cũng cần hiểu rõ điều đó, hãy đã buông lời. Như được biết thì việc bộ hành còn gọi là hành cước và khất thực là một trong những truyền thống quen thuộc của Phật giáo. Nên cách của chân tu, người dân dành gọi cho sư Thích Minh Tuệ là điều bình thường ở đạo Phật, nhưng vô cùng đặc biệt và lập dị trong cái thời mạt pháp hiện nay. Trên thực tế, nếu quan sát thì chúng ta sẽ thấy hiện nay có rất ít, hay là nói cách khác là rất hiếm người chân tu đang thực hành như thế. Họ không cần các thiết bị, mic, loa hay máy ảnh để đăng lên YouTube, TikTok, cho nên họ ít được để ý hay là được biết đến rộng rãi. Theo như lịch sử, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, ông đã cùng với học trò mình đi khất thực khắp nơi, đến nay vẫn có hẳn một phái như thế, gọi là phái khất sĩ. Không chỉ đi bộ, có người còn tam bộ nhất bái, ba bước một lạy, hoặc nhất bộ nhất bái, mỗi bước một lạy. Ở Trung Quốc cận đại, thiền sư Hư Vân có lẽ là người đã đi nhiều nhất theo cách ấy. Việt Nam cũng không xa lạ khi thi thoảng ta vẫn gặp những vị sư vừa đi vừa lạy trên quốc lộ. Hạnh đầu đà, khổ hạnh là một thực hành Phật giáo cũng quen thuộc và phổ biến. Mặc áo vá, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi và hưởng thụ. Ở các nước theo Phật giáo nguyên thủy không ai xa lạ gì với điều này. Tóm lại, hành trạng của sư Thích Minh Tuệ không có gì kỳ đặc hay là kỳ quái cả, thậm chí nó gần hơn với hình ảnh Đức Phật và tăng đoàn trong quá khứ. Và cũng vì thế, những bình luận tỏ ra ngạc nhiên để chỉ trích là một loại hành vi thể hiện sự thiếu hiểu biết nếu không phải là ác ý. Riêng về sư Thích Minh Tuệ, với những clip được lan rộng và nhiều người được coi, thì thấy rằng đây là một người ăn nói có phần vụng về nhưng mộc mạc, thật thà. Ông luôn nói đi nói lại rằng việc đi như thế là để tập học và ông không nhận mình là thầy của ai cả, ngược lại một mực xưng con với tất cả mọi người. Ông nói việc xưng hô như thế là một cách để tự nhắc mình rằng chưa có thành tựu gì và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và mong cầu cho mọi người có tầm hướng thượng. Ông cũng không nói điều gì cao siêu huyền bí, nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thì ông chỉ luôn lặp lại là giữ giới và làm việc tốt. Với ông, giữ giới là cốt lõi của tu hành và điều này rất đúng đắn. Lúc Phật Thích Ca sắp qua đời, học trò lo lắng rằng không biết sẽ nương tựa vào đâu khi thầy mình ra đi. Đức Phật đã căn dặn, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, đó là hai người thầy lớn nhất và sáng suốt nhất. Với Phật giáo, giữ giới là điều căn bản nhất. Anh có thể thuyết giáo cao siêu đến đâu, nhưng nếu anh không giữ giới thì không đáng tin. Ví dụ, một trong những giới của người xuất gia là không giữ tiền bạc. Ai làm được thì đó là đệ tử chân chính của Phật. Ngày nay, chỉ một giới ấy thôi nhưng mà hầu hết đều phạm. Không những thế còn bày mưu tính kế, thao túng tín đồ để sống xa hoa với xe xịn, đồng hồ hiệu, chùa chiền như cung điện, tiền hô hậu ủng như vua chúa. Như chính sư Minh Tuệ đã nói rằng ông chỉ là một người đang tập học, cố gắng sống đúng với lời Phật dạy. Ông không nhận làm thầy hay là dạy dỗ ai, cùng lắm là chia sẻ vài lời nếu bị ép quá. Vì thế, mỗi người cũng cần tôn trọng điều đó. Có thể yêu quý, tôn trọng nhưng không nên sùng bái cá nhân và thần thánh hóa một vị tu sĩ đang tìm cách làm chủ cái tâm của mình, như chính lời ông nói. Và quan trọng hơn, có lẽ nên để yên cho ông ấy tu hành, đừng săn đón, săn lùng để đưa lên mạng. Người như tu sĩ Thích Minh Tuệ trở thành của hiếm trong hoàn cảnh hiện nay, vì thế hình ảnh ông một mặt trở thành tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng mặt khác cũng sẽ gây đố kỵ, căm ghét, thậm chí tìm cách gây hại. Việc tung hô ông quá mức hoặc dùng ông để chỉ trích những người giả tu vô tình có thể khiến ông gặp nguy hiểm, nên bảo vệ những người như ông bằng cách bớt quấy rầy và bớt tung hô. Và tốt hơn hết là lặng lẽ học ở ông những điều tốt đẹp phù hợp với cuộc sống của bản thân. Mạt pháp tiếng Trung là Mô Phà, tiếng Nhật là Mapo. Trong tư tưởng Phật giáo Đại Thừa Đông Á, nhất là Tịnh Độ Tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy, tức pháp, trở nên mai một là mạt và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn mạt pháp, đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc là hiểu sai Phật pháp. Thời điểm mạt pháp bắt đầu được cho là 1.500 năm sau khi Thích Ca nhập Niết Bàn. Mạt pháp là giai đoạn tiếp sau chính pháp và tự pháp. Hiện nay sự thật mà nói thì danh tiếng và uy nghiêm của đạo Phật vẫn còn đó, nhưng cũng bị một nhóm nhỏ đạo sư khoác lên mình chiếc áo cà sa rồi làm xấu đi hình ảnh nhà Phật, dẫn tới giai đoạn mạt pháp. Trước đó, trong cái u tối của một xã hội hiện tại và loạt thông tin ảnh hưởng không ít tới uy tín, hình ảnh của Phật giáo vừa qua khiến nhiều người giảm lòng tin vào ánh hào quang áo cà sa. Điều này cũng có thể gọi là thời mạt pháp, vì thế mà đã xuất hiện một tia sáng đầy thánh thiện, tái sanh niềm tin Phật pháp,
Tuy nhiên, giữa cái thời mạt Pháp, tức là giai đoạn mà khi đó các giáo lý Phật dạy, tức là các Pháp trở nên mai một, tức là mạt và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn mà Pháp này đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật Pháp, thì chắc chắn những ai đang học Phật và hiểu Phật sẽ giật mình nghĩ đến tiên đoán của Đức Phật trong kênh Diệu Pháp Liên Hoa chương 21 rằng một Bồ Tát sẽ được sinh ra trong thời mạt Pháp với trách nhiệm quảng bá Phật giáo, giúp xóa đi bóng tối và đưa con người tới chứng ngộ. Có thể nói chân tu Thích Minh Tuệ chính là hạt mầm sáng để giúp đạo Phật thoát khỏi bóng tối mạt Pháp.